Chobalassae monstera được mệnh danh là quái vật rừng xanh với nhiều giống loài khác nhau, nhất là các loài đột biến có giá trị lên đến hàng triệu đồng cho một chiếc lá hay đoạn thân. Điều cuốn hút của loài cây này đó chính là vẻ đẹp mê hồn của những chiếc lá, làm say đắm những người chơi kiển. Ngoài công dụng trang trí, đem lại không gian mát lành, lọc sạch bầu không khí, châu ba Nam Mỹ còn là một trong những loại cây phong thủy mang đến may mắn phước lành cho gia chủ. Hôm nay, Nam Mix sẽ hướng dẫn các bạn cách nhân giống châu ba lá xẻ sử dụng đá bơ lai chân châu nhằm tăng cường khả năng ra rễ cho hông giống. Đầu tiên, bạn cần xác định vị trí cắt của châu ba, cắt cách mầm từ 1 đến 1,5cm, dùng dao bén để cắt. Lưu ý, nên chọn những cây mẹ khỏe mạnh phát triển tốt để nhân giống. Tiếp theo, chúng ta sử dụng 100% đá bơ lai chân châu để dâm cành, hoặc bạn có thể sử dụng đá phơ mi khô lai. Sau khi đã cho bơ lai lấp đến củ rễ, bạn cho nước vào ngập đến mặt đá bơ lai để khoảng 15 đến 20 phút cho đá bơ lai hút nước. Sau đó, chúng ta sẽ loại bỏ đi phần nước thừa còn lại. Cùng đặt chậu cây nơi thoáng mát, ánh sáng tốt, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp. Khi kiểm tra thay lớp bơ lai khô, nghĩa là chúng ta cần phải thêm nước để đảm bảo độ ẩm trong giá thể, tạo điều kiện cho cây ra rễ tốt hơn. Và sau hơn 30 ngày dâm cành, rễ cây phát triển mạnh, bạn chuyển sang giá thể đất trồng chậu tơi xốp giàu dinh dưỡng hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của Namix. Đăng ký kênh Namix để cập nhật thêm nhiều kinh nghiệm làm vườn bổ ích nhé.